Thưa quý vị và các bạn, dù số ca mắc sốt xuất huyết tại Hưng Yên từ đầu năm đến nay tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng qua các cuộc giám sát của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đánh giá Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và là địa phương ở dưới ngưỡng ít nguy cơ gây bệnh. Tuy nhiên, vẫn rất cần nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống loại dịch bệnh này với nguyên tắc cơ bản là tăng cường diệt long quang bọ gậy và diệt muỗi chống muỗi đốt. Buổi giám sát thực địa của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, địa phương có 18 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Dù có nghe nói đến dịch sốt xuất huyết, nhưng bà Thơm chưa rõ cách phòng tránh như thế nào. Cách thì là cô không được học rồi cô cũng chẳng được biết. Thế cho nên là không biết phòng nó như thế nào. Mọi năm thông thường là đến tháng 11 thì nó có một vài ba đợt gió mùa đông bắc rồi. Thì cái mật độ muỗi nó giảm xuống, nó không thuận lợi cho muỗi phát triển. Nhưng năm nay thì nó không có cái gió mùa đông bắc. Cho nên là cuối tháng 11, đầu tháng 12 rồi, dịch sốt xuất huyết vẫn đang là cao. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 316 ca sốt xuất huyết, gấp 4 lần so với năm trước. Hầu hết là các trường hợp đi từ nơi khác về. Trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ổ dịch phát sinh, không có ca tử vong, không có trường hợp chuyển biến nặng. Ngành y tế và các địa phương tích cực tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp diệt long quang, bọ gậy và chống muỗi. Bên cạnh nguồn cấp phát từ tỉnh, nhiều địa phương chủ động mua hóa chất diệt muỗi. Công tác phòng chống sốt xuất huyết của tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn nhân dân cũng như là mở các lớp tập huấn cho các cái cộng tác viên để hỗ trợ nhân dân xử lý các cái ổ bọ gậy cũng như là phun hóa chất cho những cái ổ dịch. Như vậy là công tác phòng chống sốt xuất huyết ở tỉnh Hưng Yên nói chung là tương đối là tốt. Một thông tin đáng chú ý được các chuyên gia khuyên cáo là ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao thì nguy cơ lan truyền sốt xuất huyết cũng cao, bởi càng có nhiều vật dụng chứa nước là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Bình thường muỗi Aedes nó không đẻ xuống ao, không đẻ xuống suối, không đẻ xuống sông. Có những cái dụng cụ chứa nước, có thể là nước nhân tạo hoặc là nước mưa tự nhiên xung quanh nhà nó càng nhiều thì muỗi đẻ càng nhiều và nó phát triển càng nhiều.